Chúng ta thấy hai vị đại đệ tử của Phật như Tôn giả Xá Lợi Phất. Chúng ta biết Tôn giả Xá Lợi Phất suốt đời của Ngài, Ngài ngủ chỗ nào có Tôn giả Mạ Thắng, Ngài biết Tôn giả Mạ Thắng ngủ ở hướng nào, ở vị trí nào, thì cái đầu của Ngài ngủ sẽ về hướng đó. Tại sao như vậy? Bởi vì Ngài nói rằng Tôn giả Mạ Thắng là một trong năm vị tỳ kheo đầu tiên, đệ tử của Đức Phật, là vị tỳ kheo đầu tiên đã giới thiệu Đức Phật cho Ngài. Và nhờ cái vị tỳ kheo Mã Thắng này giới thiệu cho Ngài biết ở trên đời này có một vị Phật. Và từ đó Ngài mới trở thành cánh tay phải của Đức Phật. Mặc dầu trở thành một vị đại trí lường danh là cánh tay phải của Đức Phật, nhưng chưa bao giờ Tôn giả Xá Lợi Phất quên thái độ tri ân Mạ Thắng. Chúng ta thấy quá tuyệt vời. Chỉ có chỉ cho Đức Phật, chỉ rằng có Đức Phật để Tôn giả Xá Lợi Phất được gặp thôi. Vậy mà suốt đời của Ngài, Ngài muốn đội Tôn giả Mạ Thắng ở trên đầu. Cho nên trong giấc ngủ lúc nào Ngài, tại vì hồi xưa là ngủ dưới gốc cây đó, chỗ nào có Tôn giả Mạ Thắng ngủ ở hướng đó thì cái đầu Ngài quay về hướng đó. Ngài không dám đưa cái chân về hướng đó, để đưa cái đầu Ngài lên đội Tôn giả Mạ Thắng trên đầu. Hoặc là như Tôn giả Mục Kiền Liên, sau khi bị Ngoại Đạo nó đánh, nó cắt da cắt thịt ra tan tành hết, nhưng mà vì cái tình với Đức Thế Tôn, vì cái gì vì cái tình với đồng đạo, mà Tôn giả Mục Kiền Liên đã dùng thần thông để hàn gắn cái thân mình lại, rồi đi về để thưa với Đức Thế Tôn xin phép được nhập diệt và nói một bài pháp cuối cùng về cuộc đời vô thường nghiệp báo. Như vậy chúng ta thấy những người tu hành càng tu tập, cái thái độ tri ân biết ơn nó càng sâu xa. Tâm như vậy gọi là tâm gì? Thâm trọng. Thâm là sâu, trọng là nặng. Trong quá khứ vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, chư Phật vì thương xót chúng sanh mà bỏ đầu mắt tay chân thân mạng tài sản quyến thuộc để tìm chánh pháp. Chư Phật mười phương vì muốn tìm chánh pháp mà buông bỏ tất cả. Bỏ cái gì? Bỏ đầu mắt tay chân thân mạng. Đây là hành trình trong quá khứ vô lượng kiếp của một vị Phật. Chúng ta tìm đọc trong những bản kinh bốn sanh bốn sự, và chúng ta thấy Đức Phật ra đời hy hiến thân mạng chỉ vì một cái mục đích đem đến lợi lạc cho chúng sanh và để thành Phật đạo. Thành Phật đạo đó làm gì? Đem Phật đạo đó để giải thoát cứu độ chúng sanh. Vì cái tâm cứu độ chúng sanh mà nhiều kiếp Đức Phật chưa bao giờ từ bỏ cái hạnh lợi tha. Chúng ta vì ai đó chịu thu thiệt một chút, chúng ta thấy khó chịu lắm. Chúng ta thường hay đòi một lẽ công bằng, nhưng thiết nghĩ có khi cái việc nó quá nhỏ, chẳng cần phải đòi. Mà cứ đòi được thì cũng không sao, mà không có được thì cũng chẳng chết nào. Nhưng mà chúng ta cứ đòi, rồi ai đó nói oan mình một câu, mình giận lắm, mình muốn đòi cái lẽ công bằng, nhưng đòi không được, trong người mình nó uất ức. Phải tập cái hạnh nhẫn nại. Nếu như mà ai mà không có đủ cái hạnh nhẫn nại thì không, một lời khuyên là không nên xuất gia. Với thầy nói thật, các vị thấy vậy đó,
vào trong đời sống làm người xuất gia rồi, các vị sẽ thấy nó bao nhiêu thứ nghịch cảnh trong gai, và không có chịu đựng nổi thì phiền não ngút ngàn khởi lên. Thành ra chúng ta nói cái đạo lý hay thì dở lắm, nhưng mà khi bắt tay vô làm thì chúng ta sẽ thấy nó phức tạp vô cùng. Vào trong cửa chùa đâu phải là cái chốn vào đó để bình yên, đông người rồi làm những người xuất gia thì bây giờ phải gánh vác những cái phật sự, những trách nhiệm. Ai họ cho một đồng, họ ăn nói tùy tiện lắm, không có đơn giản đâu. Rồi họ làm một chút việc công quả, họ nói ngang nói ngược, thậm chí họ xem cái chùa giống như là cái chỗ có sẵn, cái chỗ là cái chỗ luôn luôn phục vụ, và họ muốn làm thì làm. Chúng ta là Phật tử học đạo nhiều rồi, thuần thục, thành chúng ta thấy cái điều này nó kỳ. Nhưng mà trừ các vị ra thì các vị thấy những người mới có bước chân vô chùa hoặc là họ mới biết tới đạo, tư duy của họ khác lắm, cái suy nghĩ của họ không giống mình đâu. Cho nên là mà nếu như mà thường họ tác động vào ai, vào những người xuất gia. Thành ra chúng ta thấy bao nhiêu đó nó đã khó khăn rồi. Hay là các vị bây giờ muốn làm gì? Muốn thành Phật. Mà thành Phật cũng khổ lắm, nó chưa nói. Thức khuya dậy sớm, công phu thiền định, học hành, câu nhớ câu quên. Rồi phải nỗ lực, bố thí, làm bao nhiêu việc lợi ích, xả thân ra để được thành Phật đạo. Và từ hồi nhỏ các vị làm được bao nhiêu? Có chút xíu rồi. Làm cho vui chứ các vị cũng chưa bỏ cái gì trên thân thể các vị. Chưa bỏ. Không phải như Đức Phật mà bỏ cái gì bắt đầu mất tay chân. Tức là sẵn sàng chết vì đạo, sẵn sàng bỏ vì đạo. Còn chúng ta tâm chưa đủ tới cửa đó. Chưa đủ. Có gì nguy hiểm tính mạng là chạy trước rồi. Rồi có gì ai mà nói mà không thích không vui là đã bỏ chùa rồi. Chúng ta tự thú cho cái ngã tâm của mình rất là nhiều. Chứ không phải như mà đó, một chút xíu như mình so sánh. Huống chi Đức Phật vô lượng kiếp đã làm những việc này. Bỏ cả tài sản quyến thuộc, điển hình như là Thái tử Tất Đạt Đa. Bỏ cả tài sản quyến thuộc để tìm cầu chánh pháp, tu Bồ Tát Đạo. Tu Bồ Tát Đạo, giáo hóa muôn loài. Tu Bồ Tát Đạo mới giáo hóa được muôn loài. Nếu như mà trong tâm không khởi được Bồ Tát Đạo thì không có giáo hóa muôn loài được. Làm cho ai nấy đều được lợi ích. Một câu kinh này chúng ta quán chiếu hành trang của Đức Phật từ vô lượng kiếp tới bây giờ, không thể nào hình dung được sự hy sinh của Ngài. Chỉ một mục đích là thành Phật và cứu độ muôn loài. Ở trong đó chúng ta đang được sự cứu độ của mười phương chư Phật. Và đặc biệt chúng ta đang sống ở trong giáo nghĩa, giáo pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni. Đời đời kiếp kiếp, chư Phật hằng theo dõi và thương tưởng đến mỗi một chúng sanh. Đời đời kiếp kiếp, với cái thần lực của chư Phật, luôn luôn theo dõi, thương tưởng đến tất cả chúng ta, không chừa sót một ai. Luôn luôn tìm cách nhổ bật gốc rễ tham ái. Cái chữ tham ái này nó phải hiểu với một cái nghĩa của Phật Pháp. Đừng nghĩ rằng là tham đến cái chuyện vợ chồng là tham ái. Không phải như vậy đâu. Tham con, tham cháu, tham nhà, tham cửa, luyến chấp tài sản, bạn bè, tất cả nó đã biểu hiện từ tham ái hết. Cái ái đó tức là sự nhiễm đắm đó. Mình trồng một cây kiến thôi, mình cũng thương cây kiến ha. Cũng thương mà nó bị mất đi, thấy buồn đó. Cái gì mình cũng bị dính mắc hết. Đập tan gông cùm sanh tử, đó là hạnh của Phật. Đập tan cái gông cùm sanh tử, dùng cái chữ gông cùm này rất là hay. Cái nó giống như cái gông, nó gông đầu mình ở trong, không thoát ra được. Nó cùm, nó trói mình lại. Cái kiếp sanh tử luân hồi nó trói mình lại, mình cứ quằn tới quằn lui chập mình cũng ở trong đó, không đi ra nổi. Làm khô cạn biển vô minh. Vô minh nó sâu như biển, nó lớn như biển,
thật là khủng khiếp. Đi học có mấy ngày bảo hết vô mình. Có người đi học có mấy ngày nói từ thầy còn chứng cô gần như cũng đứt đắc cái quả này, biết cái chuyện kia. Thầy nghe sợ luôn. Thầy nghe là nghĩ tại đi học Phật Pháp từ lúc nhỏ ở chùa học hai chương trình, học cả đời lãnh đạo, và học tới giờ này mà thấy mình chưa đủ đấy là bao nhiêu hết. Mà Phật tử đi học còn mấy ngày à? Mà là coi như là nói giống như mình biết rồi à? Có thầy tâm hạnh phải nói, thầy nói tôi thiệt thầy, tôi sợ nhất là cái người học lem quem ấy. Lem quem nó cứ nó cãi à, nói cứ nó cãi mà nói đàn nó cãi, nó nói Phật Pháp với nó màu nhiệm mà nó bao la vô tận. Mình có một bữa mình nói chuyện một hai tiếng hồ thì mình chỉ mô tả được một chút thôi, nhưng làm sao mà mô tả hết được, mà phải nhiều ngày rồi nó mới rõ ra chứ. Mà nó cứ nó thấy mình mô tả chỗ đây cái là nó chụp nó cãi, nó chụp chỗ đó nó cãi, nó đem nói chỗ kia nó so sánh rồi nó cãi. Nó cãi là mình nói gì không được. Cho nên cái này á, là chúng ta thấy không, tức là y như vậy á. Phật tử chúng ta là hay cãi lắm, mà tại vì tôi lấy cái này đem so cái kia thấy nó mâu thuẫn rồi chúng ta cãi. Cứ bình tĩnh đi, cứ học thêm thời gian nữa đi, thì tự nhiên mình sẽ thấy cái tổng quát chứ có gì đâu. Và khi thấy rồi thì lúc giờ trong tâm mình thông suốt, cái đó mới chính là mình. Còn bây giờ một câu hỏi chẳng qua là gỡ cái sự gút mắt thôi chứ chưa thông được đâu. Thông được là phải qua một thời gian. Học cái gì cũng vậy, nó giống như mưa lâu thấm đất, học nay một chút mai một chút nhiều ngày nó thấm một cách rất tự nhiên, chứ không phải nói mình học sáng học chiều biết, mình làm thánh thì được, chứ đó là phàm phu chay mà làm sao mà được. Dạ. 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 Dạ thưa bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Tức là như thế này, các vị hỏi để hiểu rõ hơn, cái đó là cái cách của người học. Chuyện này hoan nghênh, nhưng mà nói tới chuyện hỏi thầy cũng gợi ý một chút nha, là ở trong cái trường học đó, các vị hỏi có giờ đó, thứ bảy là thầy sẽ có cuộc họp cho lớp học và thầy quy định cái giờ hỏi, và thầy sẽ thông báo với giáo thọ cho phép các vị hỏi trong vòng khoảng 5 phút 7 phút. Tại vì ông thầy đang trình bày sư phạm á, cái đầu nó đang tập trung tư tưởng và đang muốn thực hiện một cái chương trình đó trong thời gian đó, mà khi mình chặn lại mình hỏi một cái á, là nó dừng lại, là ông nếu ông giải quyết cái chuyện đó xong á thì cái tư tưởng ông nó lệch sang chỗ khác mất. Cho nên sau này các vị muốn hỏi là mình ghi lại cái ý mình muốn hỏi, rồi nó mình trình bày cái giờ cuối nó tiện hơn. Tự nhiên đang trình bày nó thao, tự nhiên cái chặn lại một cái là nó khó rồi. Hơn nữa nó có trở ngại chút xíu nữa là các vị hỏi không có cái micro, thành ra là cái người trên online cũng không nghe được, và nếu như mà cái quay phim ấy nó cũng không lấy vô trong phim được, cho nên phát cái phim lại tự nhiên cái đoạn đó nó mất một khúc, không biết chuyện gì hết, nó im ru đó, không có tiếng, mà có hình không có tiếng, còn thầy cũng im ru luôn. Cái đó là những cái trở ngại cho phục vụ. Nó từ từ thôi, chúng ta trở lại vấn đề chính hôm nay. Cái thầy tâm hạnh không phải là tại nói cái ý là Phật tử trách cái người Phật tử hối để học hối, nhưng mà cái người Phật tử họ có sẵn cái kiến chấp và lý luận. Trong đầu họ nó có những cái biên kiến, những cái kiến thủ, tức là trước đây ông thầy nào đó dạy cho họ, họ chấp chặt cái quan điểm đó, và cái ông thầy đó đâu phải là chuẩn. Ngay cái bản thân thầy đó cũng cảm nhận phiên dịch Phật Pháp theo cái khả năng riêng của thầy đó, nhưng bản thân thầy đó nếu như tu hơn một chút nữa thì sẽ nhìn khác. Con người mình cũng vậy, tuổi trẻ mình nhìn khác cũng đồng sự việc đó, mà lớn tuổi lên mình nhìn khác. Có những khi lúc trẻ mình không chấp nhận hoặc là mình đau khổ lắm, nhưng mà lớn lên mình lại thấy bình thường. Nó vậy đó, có những điều lúc nhỏ mình lại không thông cảm, nhưng mà lớn lên mình lại thấy mình chấp nhận được, mình thông cảm được. Cái đó là chuyện rất là bình thường. Mỗi khi cái tư duy của mình nó khác đi, sức lực mình nó khác đi, nghiệp cảm mình khác đi, thì cái nhận thức và ứng xử mình sẽ khác đi. Và dĩ nhiên cái phản ứng ra thấy nó khác đi. Thành ở đây cẩn thận nhất là khi học, chúng ta học với thầy cũng không có được tuân thủ triệt để, mà phải cân nhắc là mình sử dụng được cái gì, mình dùng như thế nào, và biết rõ rồi mới dùng.
Rồi tất cả những cái nguồn kiến thức khác chúng ta học, người ta giới thiệu mình có quyền lấy hay không, chứ đâu phải nếu mình cản cái sự giới thiệu người khác. Cái người đi dạy giống như, nó xin lỗi, giống như cái người đi bán, đi chào hàng đi ha, đi chào một cái món hàng đó, giới thiệu một món hàng đó, mình thích không thích là chuyện của mình, nhưng tại sao mình đứng mình cãi cọ người ta, nói tôi không thích cái hàng đó, đem dẹp đi sao được, phải không? Anh thích cái người khác họ thích. Chúng sinh trên thế giới này đa dạng muôn màu, mình cẩn thận. Nhiều cái câu nói đơn giản thôi, ví dụ như bây giờ mình đồng tình với cái này, nhưng cái người này họ không đồng tình với mình, mặc dầu cái người này họ đang làm những cái việc trái quấy đi nữa, mình không đồng tình. Và cái người này á, mình trách cái người mà ủng hộ cái chuyện đấy, mình cũng sai đó nha. Các vị có theo dõi tin tức của cái bà Clinton ứng cử không? Bà nói đó, bà trách 50% người theo cái người mà ủng hộ ông Trump đó là giống như là sai lầm. Bà trách thôi, là lúc giờ nó chụp nó quay lại liền, nó nói như vậy là bà là quay lại là đang tấn công cử tri, thấy chưa? Đó, cho nên nó chúng ta một cái câu nói, tại sao? Bởi vì ông Trump phát biểu có những cái nó quá ư là kỳ quặc, nhưng mà người ta vẫn ủng hộ một cách cuồng nhiệt theo cái phát biểu đó, cho nên bà lại trách cái người là ủng hộ lạ vậy đó. Thì trên cái ứng xử bình thường của mình thấy hợp lý, phải không ạ? Tại vì cái chuyện đó là không được, mà tại sao là anh chị lại ủng hộ đó. Nhưng mà trong cuộc sống đó, ở Mỹ đây nó xảy ra những chuyện vậy, cho nên chúng ta thấy trong Phật pháp nó cũng vậy. Tại vì chúng sanh nó có cái nghiệp duyên với nhau, nó có quyền. Mình trách như vậy là mình sai đó. Thành ra người ta phản ứng đúng chứ không phải sai đâu. Chứ mà nói giờ mình lý luận thì mình không khéo mình nghĩ rằng là mình nói như vậy là đúng. Cẩn thận ở trong đầu của mình. Rồi, trở lại vấn đề ha. Đời đời kiếp kiếp chư Phật hằng theo dõi chúng sanh, đập tan gông cùm sanh tử, làm khô cạn cái biển vô minh. Muốn làm cái khô cạn biển vô minh này phải ráng học nhiều lên, mãi phát tâm quán đại. Thầy dừng lại chỗ phát tâm quán đại. Tâm quán đại là tâm sao? Quán tức là rộng, đại là lớn. Quán đại là cái tâm rộng và lớn. Cái tâm rộng và lớn tức là cái tâm muốn thành Phật, được cứu độ muôn loài. Đó là cái tâm rộng và lớn. Hay là phát Bồ Đề Tâm. Và phát Bồ Đề Tâm, chúng ta tự nuôi dưỡng ở trong tâm mình một ý chí, một kế hoạch, một cái nỗi niềm, sự mong muốn, sự khát khao. Phát tâm như vậy. Phát tâm như vậy, mình đem mình so sánh với cái nghiệp của mình. Mình suy nghĩ kỹ về những cái đối chiếu trong kinh điển mình đã học được. Và mình xác định mình đã lập ra được một con đường ở trong tâm mình rồi. Đó là một sự phát nguyện. Và khi phát nguyện như vậy rồi, thì bắt đầu mình cân nhắc kỹ ha. Sau đó bắt đầu mình làm theo. Và khi mình làm theo, không phải lúc nào nó cũng suôn hết. Nó sẽ có những trở ngại. Cái trở ngại này nó luôn luôn làm cho cái ý chí ban đầu của mình nó bị tha hóa, bị miếng mó đi. Và thậm chí nó có những cái việc vớ vẩn, những việc đơn giản, thậm chí cũng có thể là mình lỗi lầm trong ứng xử một cách nhất định nào đó. Nhưng mà nó không phải là làm cho mình mệt mỏi để rồi mình bỏ đi cái tâm ban đầu của mình. Chúng ta hiểu chỗ này không? Cái chỗ này Phật tử mình thương bị lắm. Tại vì sao thầy dừng phân tích sau chỗ này? Tại vì nếu như các vị nuôi được một cái tâm an ổn đầy đủ trong lòng mình, thì các vị không sợ gì hết á. Cứ làm thẳng theo cái tâm đó, nó gặp khó khăn thì mình tìm cách tháo gỡ, còn không tháo gỡ được thì mình ngồi im. Ngồi im rồi mọi thứ vô thường, mọi thứ nó sẽ biến hóa. Nhưng mà mình đừng bao giờ thối lui. Khi mình thối lui hay bỏ cuộc, tức là cái phát nguyện mình nó hư hoại rồi. Hiểu chưa? Mình làm bất cứ việc gì vậy. Ví dụ như bây giờ mình phát nguyện mình đi chùa, mình học đạo đi, nó sẽ có những khó khăn đó. Khó khăn về công ăn việc làm, khó khăn về sự tương tác người này người kia trong gia đình, ở trong tộc họ. Thậm chí mình phải từ bỏ một số cái niềm vui, một số cái ơn nghĩa.
chấp nhận chịu sự trách hờn. Tại vì sao? Bởi vì trách hờn là cái nghiệp chung của con người thôi. Và bây giờ nếu như mình không chấp nhận nó thì mình bỏ đi cái tâm của mình. Bỏ tâm mình tức là mình hỏng rồi. Cái sức mạnh của văn hóa, cái sức mạnh của tập quán nó cũng dễ sợ lắm. Thầy kể cho các vị nghe, ở tại Bình Định mà cái nghề đi ăn dỗ đó, tháng 9 đi ăn dỗ gần hết tháng. Tại sao? Bởi vì một ông thầy, một ông hòa thượng thường thường khai sơn một hai cái chùa. Khai sơn cái chùa tức là thành tố khai sơn. Và cái người tất cả đời đời đều tri ơn cái người sáng lập ra cái chùa này. Thành ra hàng năm tổ chức dỗ quải. Và mình không đi đến chùa người ta, sau này mình mời người ta tới chùa mình, người ta không đi. Và một mà cái tháng 9 là cái tháng lạnh, mấy ông già chết cái tháng đó. À, chết gần đó, không phải là chết một lần đâu mà chết nhiều đời mà. Nhiều đời. Hay là có ông khai sơn 2-3 cái chùa. Thì ông chết thì 2-3 cái chùa cùng dỗ. Dỗ thì phải chia ra là một người dỗ trước, người dỗ sau, người sau nữa. Phải không? À, như vậy là mà các vị thấy cứ sáng sớm vậy là lò mò đi ăn dỗ. Đi tới rồi tới cốc trang rồi xuống ăn, nói cười những cái câu nó khách sáo, xong rồi cứ đi vào hết, người ta gọi là đi ăn bữa dỗ lỗ bụi cày á. À, là công việc mình đó là bơ trở hết. Rồi việc chùa chiền đệ tử ở nhà gì giếng chủ nhà rồi xong nó lên bàn thờ ngồi. Ừ. Có chứ không, em có, nó lên bàn thờ nó múa. Ừ. Hả? Cho nó ngán gì, nó dẹp hết xuống rồi nó leo bàn thờ mà. Nó dẹp hết rồi nó leo cho sạch. Nó dẹp hết đèn đuốc rồi nó đưa xuống hết rồi nó lên đó nó cầm cây nó múa hả? Nó múa một lát xong rồi nó mới nhảy xuống nó dọn. Bây giờ mình đi về mình thấy hết biết nói sao. Giờ nó nhỏ nó đâu có cần biết gì đâu. Đó, cho nên chúng ta thấy là thôi. Cho nên không biết rằng rồi chư tổ ngày xưa mà nếu mình không tới chùa người ta không tới chỗ mình. Rồi người ta còn nói mình là lập dị. Sống lập dị chỉ biết mình thôi, không biết tới người khác. À, và khi người ta thấy một mình chư tăng không có tới lui, bắt đầu là nói xấu nghe. Xấu ông đó là sống cao ngạo, ngã mạn, không đi tới ai, không có ý này ý kia. Đó, bắt đầu là Phật tử họ nghe tự nhiên họ vẽ trong đầu họ là cái ông thầy này xấu xa vô cùng. Bắt đầu là tự nhiên là chuyện này chuyện kia nó xảy ra đủ thứ hết. À, và nhưng nếu như mình đi thì lại có chuyện khác, không đi lại có chuyện khác. Rồi ví dụ như giờ xây dựng một ngày mấy chục người thợ họ làm, mình đi ăn dỗ nó ở nhà cứ nó quẹt căn chỗ rồi, xong rồi nó trả tiền nó, mình trả tiền. À, mà mình ở nhà mình coi nó thì người ta nói mình là sao, coi như không dỗ quá ấy. Chúng ta thấy nó mệt mỏi vô cùng. Và thầy không hiểu rằng chư tổ nếu còn sống thì chư tổ có ủng hộ là không dỗ ngài được không, hay là phải làm Phật sự, hay là nhất định phải dẹp hết để dỗ cúng ngài. Đó là những cái vấn đề mà chúng ta thấy cái tập quán, cái sức mạnh của văn hóa, cái sức mạnh của phong tục tập quán ấy, nó đề của người dữ lắm. Nó tương tác sang chuyện khác nữa nghe không? Khi mà mình sống bị cô lập ở trong một cái nền văn hóa rồi á, thì muôn ngàn thứ khó khăn nó xảy ra. Như vậy thì bây giờ đây chúng ta thấy làm sao chúng ta có giữ được cái nguyện của mình. Cái đó là một vấn đề. Tức là ở trong bối cảnh đó, thầy nói cái chuyện ở chùa, các vị tự liên tưởng cái việc ở gia đình, việc cuộc sống dòng họ, thậm chí bạn đồng tu, tương tác với nhau đủ điều hết. Làm sao phải giữ cho được cái nguyện tâm của mình quảng đại. Tâm nó cứng chắc như là kim cang, bất hoại. Tâm vô phân biệt. Phát cái nguyện như vậy rồi, cứ vậy làm. Không có cần so đo tính toán gì nữa. Tâm vô phân biệt, soi sáng lối về cho mọi loài hữu tình. Cái tâm vô phân biệt này, nó có tính năng soi sáng. Tại sao cái tâm vô phân biệt lại có cái tính năng soi sáng? Khi mình đã hình dung trong đầu của mình người đó là người không tốt, thì họ làm cái gì mình cũng thấy họ xấu. Mình đã có thành kiến với người đó rồi, là bắt đầu mình thấy khó chịu rồi.
là họ có tìm cách mỗi cách để họ tháo gỡ cái thành kiến đó, mình lại càng chấp chặt cho thỏa mãn cái tự ngã của mình nữa là khác. Chúng ta làm ở trong hãng, nhiều khi người sếp mình đó khó chịu với mình do một cái gì đó mình làm họ không vừa ý, và mình đã cố gắng hết sức nhưng họ không bao giờ họ thực buông tha. Không có chuyện này cũng có chuyện khác. Khi họ đặt mình vô trong cái lăng kính đó rồi, họ sẽ xử sự như vậy đó. Như vậy từng loại tâm chúng sanh ở trong người mình nó cũng có những loại tâm đó. Nhưng mà cái tâm vô phân biệt là nó sẽ có sức, có khả năng soi sáng. Tại sao như vậy hả? Tại vì mình không bị ảnh hưởng bởi cái chuyện trước. Hiểu không? Không bị ảnh hưởng bởi chuyện trước. Mà ảnh hưởng bởi, mình bị ảnh hưởng chuyện này chuyện kia, rồi mình nhìn sự việc nó trở nên méo mó đi. Hồi xưa thầy, tức cười lắm, thầy đi học thôi. Đi học. Mà cái cách học của thầy, xin thưa các vị, thầy học không thể nào điểm cao được. Tại vì sao? Bởi vì hình như trong người thầy nó có một cái năng lực độc lập và tư duy. Thành ra cái nào mà thầy thấy hành động không được, sử dụng không được. Bởi vì sử dụng nó sẽ gây ra đau khổ, nó gây ra phiền não và tổn thất, thì không được. Hoặc là cái gì mà thầy thấy thầy không có thể dùng được nó, mặc dù nó hay, thầy cũng không dùng. Mặc dù là người khác dùng rất tốt, nhưng mà đối với mình không dùng được, tức là nó có hại. Ví dụ như mình không biết lái xe, mà mình leo xe nó có hại cho mình, phải không? Còn người ta biết lái xe thì nó là tốt cho cái người biết đó. Cho nên cái lợi hại tùy theo cái khả năng của mình nữa. Người ta sống độc lập như vậy đó. Đi học vô trong trường, đa số người đi, người thầy giáo nào cũng thích học trò á, thích học trò làm theo ý của mình. Hồi đó có mấy đứa sinh viên nó hỏi thầy, nó hỏi là bây giờ mình làm học làm sao cho điểm cao. Thầy nói dở ẹc à, cứ ngồi nhìn ông thầy, ông muốn nói cái gì. Và ông thầy nào cũng có cái thói quen dùng một hai cái chữ, cái cách dùng từ của ông thầy, cũng như là những cái chữ nào mà ông thường lặp đi lặp lại trong quá trình ông diễn đạt đó, đó là cái sở thích của ông đó. Thì mình ghi lại sở thích của ông. Rồi cho mình làm bài, mình cố gắng mình vận dụng cái đó vào ở trong bài làm của mình. Và mình ca ngợi theo cái ý ông đang ca ngợi đó. Là thế nào ông cho điểm cao thôi. Còn như thầy thì thầy cho thầy làm vậy không được. Thầy làm xong rồi cái là thầy mới gạch ra, thầy nói đó là cái ý của thầy. Nhưng mà cái ý của em thì khác. Cái ông đọc cái ông giận quá, ông quẹt không? Ông cho mình điểm thấp. Rồi mình ca ngợi không được. Tại vì ở trong nước Việt Nam thì đa phần là người ta dẫu muốn không nữa, người ta vẫn ca ngợi cái học thuyết của Marx. Và thầy thì thầy thấy cái học thuyết của Marx là nó sai lầm. Nó là cá nhân của thầy. Nhưng có người họ nói đúng cỡ họ, thầy cũng không bác bỏ người đó. Nhưng mà thầy thấy nó làm cho dân tộc khổ đau thì thầy nói nó sai thôi. Nhưng mà đi học là phải ca ngợi. Mà mình không ca được thì điểm nó thấp. Có hồi thầy nghĩ thì nó hay là mình ca mấy câu cũng được. Chứ mà ca mấy câu rồi sợ sau này nó lôi cái bài mình ra, nó nói hàng ngày đó tháng đó mình cũng ca ngợi, giờ mình nói cho mình nói ngược. Tự nhiên cái là mình thấy nó ngượng quá, thôi mình làm không được. Thì đi học như vậy làm sao mà điểm cao được. Nhưng mà người đời họ nhìn họ nói, ồ, cái người đó học điểm không cao tức là người đã dốt. Có phải vậy không? Đó là cái sai lầm của cuộc sống. Mình học đạo không rơi vào trường hợp đó. Cái việc nào nó ra việc đó, phải nhìn thấy cái việc người ta đang làm là cái việc gì. Cái người này họ ăn trộm, nhưng mà có khi họ lại cúng dường. Cái người này á, họ xả rác ở ngôi chùa, nhưng mà họ bế hoa cho họ cúng Phật. Họ xả rác á, là họ có tội báo của họ, mà họ cúng Phật á, nó có cái phước của họ. Mình thấy cái việc xả rác không đẹp, mình thấy cái việc cúng Phật rất là đẹp. Nhưng mình không bị ảnh hưởng bởi cái việc là cái người xả rác dơ kia, thì mình phủ nhận luôn công đức cúng Phật của họ. Phải không? Đây là cái điểm mà chúng ta phải tự bỏ trong tâm mình ha. Học đạo mình phải bỏ được cái tâm này. Phải thừa nhận nó đẹp ngang đó. Còn cái việc kia biết rõ, nhưng mà xin lỗi mình cũng chưa biết rõ hết đâu. Tại vì cái việc của mình làm sao trong tâm mình đây mình biết chưa rõ hết, đừng nói mình biết của ai. Đó là một cách công tâm, phải nhìn thấy như vậy. Cho nên khi cái tâm không phân biệt thì
thì mình nhìn mọi việc nó rất bền phẳng. Còn cái tâm mà đã có phân biệt rồi là nó khác. Hay là mình phân biệt đây là con của mình, kia là con của người ta. Là khi nó đụng cái rầm chết thành cái, ôi sao vậy? Thôi đi tiếp. Nhưng con của mình thôi mình đi nữa không? Phải không à? Tại vì mình phân biệt đó là con của mình, còn kia là con của người ta. Cho nên tự nhiên cái phản ứng trong người mình nó khác. Kinh điển nói rằng cái tâm không phân biệt bao giờ nó cũng đem đến những cái sự soi sáng. Cái ánh sáng này á, nó cũng đang ở trong kinh nói là đâu mất rồi. À, đây này, tâm vô phân biệt mà soi sáng lối về cho mọi hữu tình. À, chính cái tâm vô phân biệt đó là ánh sáng chân lý, nó soi sáng cái lối về, tức là cái chỗ mà trở về với bến giác đó. Vì thế mà người niệm Phật phải phát khởi cái tâm trí sâu xa và cẩn trọng để tưởng niệm cảm mộ ân đức ấy. Câu tiếp theo này là để kết luận là phải cảm mộ cái ân đức của mười phương chư Phật. Nhưng chư Phật muốn tế độ tất cả chúng sanh thì phải lấy chánh pháp làm phương thuốc hữu hiệu trị dứt những bệnh tham ái. Dùng chánh pháp làm thuyền bè đưa chúng sanh qua đến bờ giác ngộ. Dùng chánh pháp làm tọa kiếm chặt đứt mọi trăn trối phiền não. Làm ngọn đuốc dẫn dắt ra khỏi đêm dài vô minh, làm chất đề hồ chữa lành mọi thứ sanh già bệnh chết ưu bi khổ não. Dùng chánh pháp làm đôi mắt cho chúng sanh nhìn rõ thật tướng. Chánh pháp bây giờ nó biến thành ánh sáng. Chúng ta thấy so sánh để thấy ánh sáng. Nó có 5 loại ánh sáng mà trong Phật giáo thường nhắc tới. Thứ nhất là ánh sáng của giới đức. Ánh sáng của giới đức này nó chi mờ cái gì? Nó làm mờ đi cái gì? Nó làm mờ đi cái đời sống buông thả. Tức là sống có khuôn khổ nó tạo ra ánh sáng. Nó làm che mờ đi cái đời sống buông thả. Ánh sáng thứ hai là ánh sáng của việc thiện. Ánh sáng việc thiện nó làm che mờ đi ác hạnh. Thứ ba, ánh sáng của tuệ giác nó che mờ đi sự mù quáng. Chúng ta ghi có thể là chúng ta nói là tuệ giác cái mù quáng là trong tâm chúng ta có thể tự đối chiếu được. Ánh sáng thứ tư là ánh sáng phước đức. Ánh sáng phước đức này nó làm mờ đi một đời sống tội khổ. Và ánh sáng thứ năm là ánh sáng chánh hạnh, nó làm mờ đi cái đời sống tà hạnh. Năm cái loại ánh sáng đó nó rất thiết thực ở trong cuộc sống. Nó biến thành hào quang mà Đức Phật ở trong các kinh thường nói là hào quang ngũ sắc đó. Ngũ sắc là nó tượng trưng cho một cái ý nghĩa đại thừa như vậy. Lấy chánh pháp làm phương thuốc. Tất cả những cái gì cần sống phải thể hiện bằng chánh pháp. Mà muốn biết chánh pháp là phải cố gắng học tập, ghi nhớ. Suốt ngày mình sử dụng rất nhiều những cái hạt giống vô minh phiền não, những cái hạt giống tà pháp. Thành ra chánh pháp nó làm trong tâm mình không có nhớ nổi. Cho nên người học đạo chúng ta cố gắng chúng ta dừng lại bớt đi những cái thói quen mà không phải là chánh pháp. Rồi chúng ta hấp thụ chánh pháp trong lòng của mình. Chúng ta xem pháp Phật như là một cái loại thuốc để chữa những cái bệnh. Tùy vào đó mà có cách đối trị khác nhau. Ví dụ như bây giờ người nhiều tham ái thì chúng ta quán bất tịnh, sự dơ bẩn, thì chúng ta giảm bớt cái tâm tham đắm. Rồi chúng ta nhiều sân giận thì chúng ta quán lòng từ bi. Chúng ta quán giá trị của lòng từ bi. Hay là chúng ta quán vô thường. Đó. Để chúng ta bỏ đi cái tâm mà chấp ngã.
Ví dụ vậy, chúng ta cứ tự thấy mình thuộc loại tâm nào thì chúng ta tìm cái phương pháp cho phù hợp với chính mình. Chúng ta dùng mà xem chánh pháp như là thuyền bè, nó chỉ là một cái phương tiện để giác ngộ, chứ không phải giáo pháp nó là một cái tối tôn mà bất di bất dịch. Chánh pháp như là một cái loại kiếm trí tuệ, chặt đứt mọi phiền não ràng buộc. Rồi chánh pháp là một cái ngọn đuốc, nó như là một ngọn đuốc, như một ngọn hải đăng vậy đó, dẫn chúng ta ra khỏi đêm dài tăm tối vô minh. Vô minh là những hành động tối tăm, nó tạo ra đêm dài tăm tối sanh tử. Làm chất đờ hồ, tức là chất quý, chất dưỡng bổ quý, lành, chữa lành mọi thứ sanh già, bệnh chết, ưu bi khổ não. Và dùng chánh pháp làm cái đôi mắt, tức là cái đôi mắt nhìn thấy của chúng sanh, để nhìn ra gì? Nhìn ra thật tướng của các pháp. Thật tướng đó là nói đến cái tướng bất sanh bất diệt, bất có bất tịnh, như trong Bát Nhã mô tả. Người niệm Phật phải biết cảm mộ ân đức sâu dày của chánh pháp. Cảm tức là cảm kích mộ, tức là ái mộ, cảm kích ái mộ chánh pháp. Cầm quyển kinh đó là cầm chánh pháp, mà đem kẹp nách cho quyển kinh đó là kẹp nách chánh pháp. Đúng đúng vậy không ạ? À, cái quyển kinh là mình tôn thờ mình, đó là cái bảo bối mà. Cũng giống như một người luyện võ công vậy chứ, người ta xem cái bí kíp võ lâm là rất là quý giá, thậm chí người ta đánh đổi cả mạng sống để người ta kiếm được cái bí kíp đó. Còn mình ném cái bí kíp ra khỏi luân hồi mà đem kẹp nách là sao? Đó, cho nên vậy là rõ ràng miệng mình là nói tôn kính chánh pháp, nhưng mà rõ ràng mình chưa phải biết tôn kính. Chứ nếu như mình gọi là tôn kính, chắc chắn mình sẽ không làm như vậy được. Còn cẩn thận trong cái quá trình truyền bá, nó có một cái pha tạp và cái suy nghĩ khó hiểu lắm, khó hiểu. Ví dụ như không hiểu là trong cái quá trình biên tập rồi, biên dịch rồi, kiết tập rồi, sao đó không biết, mà tại đọc trong những cái đại quá trình đọc trong Đại Tạng Kinh đó, thì ta thấy có những cái chuyện mà thầy tới bây giờ thầy cũng giải mã không ra. Tức là ví dụ như có một chỗ thế này, đó là cái người vợ tu chứng quả Tu Đà Hoàn đang ở với một anh chồng. Anh chồng á là cái người thợ săn. Mà người vợ, anh chồng, chúng ta biết là thợ săn là họ thích giết hại, họ thích ăn thịt, uống rượu, họ sống vũ phu. Và cái người vợ tu chứng Tu Đà Hoàn thì cái công việc hàng ngày của cô vợ là ngồi vót cái tên đó cho anh chồng đi săn. Và trong kinh đó nói rằng là chỗ đó nói Đức Phật nói là cái người vợ này á là không có làm việc sát, không có sát hại. Tại vì trong tâm á, trong tâm người vợ này, tức là tại trong cái cuộc sống này phải làm như vậy. Còn cái thế giới tu hành thì trong tâm riêng. Đức Phật khẳng định rằng là cái người này không có phạm tội sát. Giết sát tức là chỉ có người chồng sử dụng giết hại. Còn người vợ này chỉ là cái người tạo ra, vì cái cuộc sống nó phải như vậy. Mà trong tâm thì không có giấy cái niệm là muốn làm nó như vậy, bắt buộc phải làm. Mặc dù là kinh điển nói như thế thì mình thấy cũng hợp lý. Tại vì sao? Bởi vì cái cuộc sống ngày xưa tu chứng tức là nội tâm của con người, nhưng mà đời sống ngày xưa cái người vợ phục tùng người chồng, và cái đời sống người chồng là như vậy. Bây giờ làm sao? Bây giờ nó không theo thì nó đổ vỡ đủ thứ hết thì làm sao? Cho nên người vợ cũng phải chấp nhận trong một cái gì, cái chừng mực của nó, nhưng mà trong tự tâm thì không có muốn. Cho nên kết tội làm cái nghiệp sát thì không có được. Nhưng mà trong đầu thầy thì thầy thấy nó vẫn có một cái người vợ đã biết rõ cái tên này là đỡ người chồng đi giết súc sanh. Đã biết rõ nhưng vẫn làm, thì ít nhiều gì người này, cái sở chứng người này chưa phải là Tu Đà Hoàn. Tại vì chứng Tu Đà Hoàn không thể nào họ đi làm như vậy. Tại nếu như họ có chết thì thôi, chứ họ không làm.
Đó là cái vấn đề mà mình thấy nó. Nhưng mà đọc ở trong kinh, ai dám sửa, ai dám bỏ? Bởi vậy cho nên thưa quý vị, có những điều chúng ta không thể nào đem ra lý luận cái đơn giản đâu. Nó nhỏ như vậy đó, nhưng mà nếu như lý luận nó rất là phức tạp, rất nhiều thứ không thể nhận định một cách cảm tính. Các vị thấy nó phi lý, thầy cũng thấy vậy, nhưng mà có bao giờ thầy dám nói đâu. Tôi đem cái một hai cái chuyện ra để thầy cho các vị thấy rằng ngay cả kinh điển chúng ta đọc, chúng ta cũng phải cẩn thận trong quá trình biên tập và sao chép. Có thể nói như thế nào đó, hoặc là vì một cái dụng ý nào đó mà chư tổ, hoặc là thậm chí cái sự truyền thừa biên tập nó bị sai vậy cũng có, chứ không phải là cái nghĩa Phật nói cũng có. Cho nên lúc nào chúng ta cũng phải luôn luôn có cái niềm tin và cảnh giác cho chính trong lòng mình. Không có vấn đề gì, cứ nghe tiếp đi, có gì đâu, rớt cái đó chứ có gì đâu, chút lấy, không có việc gì quan trọng hết. Nó nồ nồ nặng nặng, nhiều khi mình đỡ lên nóng quá, nhưng mà từ từ nó tràn xuống đó. Nó lúc nó còn cứng thì nó thẳng, mà bây giờ nó héo rồi thì tự nhiên nó tràn xuống, nó nặng rồi nó ngã ra, mà có gì đâu mà phải gơ gớm. Chúng ta mình thấy gì gơ gớm hết, trọng đại hết, không có gì hết. Chúng ta đang giải quyết cái trọng đại của mình là không chịu ra khỏi luân hồi này, cái đấy mới là cái trọng đại. Còn cái gì mà có gì đâu trọng đại. Dạ, mời cô. À, cái đó chứng minh là một cách ngụy biện thôi. Dạ, cái một cách ngụy biện thôi, chứ còn cái hành vi đã hành động, chứ không có cầu gì cầu nữa. Chứ mà cái hành vi đã làm nó tác thành nghiệp. À. Cho nên cái này không có được, nó rồi bây giờ trở lại vấn đề. Mà nói gì lung tung quên mất rồi. Tại vì khi mà nói tới đâu ta nói một đoạn nữa. Ví dụ như á, có một cái chỗ kinh nói rằng là Phật biết có một em bé, tên là thầy quên rồi, cái em bé này bé ngày nữa chết, cho nên Phật mới sai cái người một cái vị tỳ kheo tới tụng một thời kinh để hồi hướng cho em bé này, vậy mà cứu độ em bé này sống rất lâu. Như vậy thì có một vị hòa thượng nói rằng đây là một cái cọng rác bị lẫn lộn trong cái ngôi nhà tinh tí trong Phật pháp. Tại sao? Bởi vì Phật đã biết bấy ngày chết rồi, tại sao Phật phải biểu người này đi tụng nữa? Như vậy thì phải thấy rằng là lẽ ra là Phật thấy người này cần phải tụng kinh hồi hướng để kéo dài mạng sống, nếu không sẽ chết. Như thế thì hợp lý hơn. Tại sao sử dụng là Phật biết người này bảy ngày chết, rồi Phật mới sai cái người kia đi như vậy? Nhưng mà bây giờ mình nói như thế thì mình cũng có thể phán biện trở lại. Mình nói tôi biết nó bảy ngày nó chết, nếu như không làm gì cả, nhưng bây giờ tôi tụng kinh hồi hướng cho nó thì cái phước nó tăng lên, nó lại thay đổi, với nó lại sống được. Như vậy làm sao? Không có tùy tiện, các vị cũng đừng có dội dàng tùy tiện ủng hộ. Thầy nêu một hai điểm đây ra là không phải đơn giản đâu. Thấy nó nhỏ như vậy đó, nhưng mà người học Phật đó phải cần nhắc rất kỹ. Nếu như chưa có biết chắc, chưa đủ hẳn cái cơ sở lý luận của mình thì phải im miệng ngay. Ha, không biết cái mà phát cả nói là tập bại liền đó. Tại vì nó mình cứ quen cái thói quen phán đoán một cách vội vàng, và khi mình học chập mình thấy giật mình. Còn bây giờ đó, cho nên thôi bây giờ thầy chỉ nói là nương tựa vô ở trong chánh pháp, và thầy nói mấy cái điểm đó để thấy là phải cẩn thận khi đọc kinh, cũng phải biết tư duy, cái nào hiểu tương tận thì sử dụng, còn không là phải dừng lại, phải học hỏi thưa thính. Chứ đừng có vội vàng đem kinh ra rồi cái nói rồi giải mã lung tung hết. Tại vì thầy nói một hai cái điểm nhỏ nhỏ vậy đó, nghe bản thân thầy á, thầy nêu ra thầy nói các vị thực sự cũng ít có người thấy những điểm đó, ít có người đặt cái vấn đề đó lại, nó hiểu ra.
Chẳng hạn như cái chuyện mà con gà bên chùa thành công chúa đó. Cái việc đó người ta đọc, người ta nghĩ là một câu chuyện rất bình thường, người ta sanh bình thường, công đức bình thường thôi. Chứ được mấy người họ để ý tới, thứ nhất là cái thiện căn bất khả tư nghị của chúng sanh. Cái thứ hai là cái năng lực gia hộ của chư Phật Bồ Tát. Và thứ ba là cái năng lực hồi hướng của những người đang tu tập ở trong chùa. Quên mất những cái đêm đó, chỉ nói rằng con gà tái sanh thành công chúa thôi. Chuyện đó đâu quan trọng. Quan trọng là nguyên nhân tại sao tái sanh được và phải làm gì ở trong đời sống này. Đó là chuyện chính đó. Kinh văn nói rằng phải luôn luôn báo ân đức ấy bằng cách đọc tụng kinh điển, tức là báo ân chánh pháp bằng cách đọc tụng kinh điển, kinh điển đại thừa, và giảng nói cho người khác nghe, khuyên bảo mọi người quy y bố thí trì giới thiền định, khiến sao cho chánh pháp được lưu hành rộng khắp nhân gian, ai nấy đều được hưởng dụng cam lồ vị. Đó là một cách báo ân Phật ha. Giờ thì đoạn kinh này khởi cái tâm này lên, khởi cái tâm tìm cách báo ân Phật. Mình không báo ân gì khác thì ít nhất mình cũng nên phát tâm đọc tụng kinh điển hàng ngày, ngày nào cũng cố gắng đọc một đoạn kinh. Đó là để báo ơn của chánh pháp, báo ơn Phật. Rồi giờ tới qua cái ý thứ hai là báo ân sư trưởng. Kinh văn nói rằng dù đã phát nguyện quy tâm bảo, nhưng người trực tiếp khai sanh tánh mạng tuệ giác của ta chính là thiện tri thức. Thiện tri thức là ai? Gồm có thánh tăng, phàm tăng, sư trưởng, các bạn đồng tu, đồng học. Đó là thiện tri thức của chúng ta. Bây giờ chúng ta quy tâm bảo xong rồi đỡ đó, không hiểu gì cả, cũng có chẳng có tác dụng gì nhiều đâu. Phải học tập. Cho nên trong kinh nói rằng là cái người trực tiếp khai sanh ra tuệ giác của chúng ta, đó chính là ai? Đó chính là thiện tri thức. Mà thiện tri thức tức là cái người có tri thức lành, giúp chúng ta hiểu được giáo pháp của Phật, gồm có thánh tăng, phàm tăng, sư trưởng, rồi các bạn đồng tu, đồng học. Các bạn đồng tu đồng học cũng là thiện tri thức của chúng ta đó. Thiện tri thức là cửa ngõ xu hướng nhất thiết trí, làm cho chúng sanh đi vào như thật đạo. Là cửa ngõ. Cái bạn lành, bạn thiện tri thức á, cần thiết lắm quý vị. Mình làm bạn thiện tri thức chứ đừng có làm ác tri thức nha. Có chứ không phải không có đâu. Chúng ta làm ác tri thức của nhau nhiều lắm đó. Tức là chúng ta lấy điện thoại lên cứ gọi nói gì đâu à. Không thấy nói câu Phật, câu Pháp, câu Tăng. Không thấy nói câu là làm sao tu học, làm sao cho an vui. Thậm chí nói tóm tắt một câu, nói ra mà an vui thì nói, không an vui thì im. Như thế thì dễ hiểu nhất, khỏe nhất. Nhưng mà chúng ta không. Chúng ta gieo rắc thêm ở trong đầu người khác cái phiền não. Chúng ta gieo rắc trong tâm người ta sự lo sợ. Chúng ta gieo rắc cái thị phi. Rồi chúng ta thiêu dệt chuyện đông chuyện tây, rốt cuộc á mình cũng chẳng giải quyết được cái gì trong đó hết, mà rốt cuộc cái gì rất đủ điều hết. Nhưng đó là ác tri thức. Thiện tri thức làm sao cho người ta giác ngộ, người ta đang đau khổ làm sao cho người ta an vui, cái đó là thiện tri thức. Cẩn thận chứ đừng, bạn đồng tu của chúng ta đây chính là thiện tri thức. Thầy hy vọng trong đạo tràng này không có ác tri thức của nhau. Câu kinh này cho chúng ta một cái tấm gương soi chiếu. Chúng ta thấy cái nào nó không phải thiện tri thức là chúng ta thôi lui. Tránh ra và đừng có dẫm lên đó. Bởi vì sao? Bởi vì thiện tri thức là cái cửa ngõ, cái cửa đầu tiên mở cho chúng ta cánh cửa đi vào, sanh vào như thật đạo. Như thật đạo hay là chỉ đạo Phật, là đạo như thật, đạo nói lời như thật. Thiện tri thức là cỗ xe xu hướng nhất thiết trí, là cái cỗ xe hướng về cái chỗ nhất thiết trí.
vì đưa tất cả chúng sanh đến Như Lai địa, tức là cái địa vị của một Đức Như Lai. Thiện trí thức là thuyền bè xu hướng nhất thiết trí, là chiếc thuyền đi về chiều vào cái hướng của nhất thiết trí, vì vận chuyển tất cả chúng sanh đến bờ giác. Những câu kinh này đã tán thán một vị thiện trí thức có cái xu hướng như vậy, nói ra dạy cho chúng ta làm gì đó mà có cái xu hướng tới sự giác ngộ, đó là thiện trí thức của chúng ta. Còn cản trở sự giác ngộ, cản trở hiểu biết, làm cho khổ não thêm, đó không phải là thiện trí thức. Thiện trí thức là ngọn đèn xu hướng nhất thiết trí, là vì khiến chúng sanh có được ánh sáng Phật tri kiến. Mô tả với cấp độ của một cái ánh sáng chân lý, tiếp cận thiện tri thức, tức là làm cho ngọn đèn tuệ giác ở trong tâm chúng ta được khai sáng lên. Thiện tri thức là con đường xu hướng nhất thiết trí, là cái con đường đi về cái chỗ nhất thiết trí. Nhất thiết trí hay gọi là trí của Đức Phật, biết tất cả, vì dẫn dắt chúng sanh vào cửa thành Niết Bàn. Thiện tri thức là cây đuốc xu hướng nhất thiết trí, vì làm cho chúng sanh thấy rõ con đường yên lành hay hiểm trở. Người bạn lành, người bạn thường giúp chúng ta thấy cái việc nên làm, việc không nên làm. Cái việc nên làm là việc có lợi cho người đó, phát huy sự bình an, giác ngộ, giải thoát cho người đó. Còn cái việc không nên làm, bởi vì làm nó sẽ có hại cho người đó, đó là thiện tri thức. Người ta đang đi trên con đường bình an, tự nhiên mình xui sao không biết, đỡ người ta đi qua con đường khác, mà con đường khác là con đường đau khổ đối với họ, nó không phù hợp với tâm tư nguyện vọng của họ. Cho nên nói rằng thiện tri thức giống như là một ngọn đuốc soi con đường đời, để thấy rõ con đường nào là lành, con đường nào là hiểm trở. Thiện tri thức là chiếc cầu xu hướng nhất thiết trí, vì tiễn đưa chúng sanh qua khỏi chỗ hiểm ác. Thiện tri thức là lọng che xu hướng nhất thiết trí, vì làm cho chúng sanh che núp dưới bóng râm đại từ mát mẻ. Vợ chồng sống với nhau cũng chưa chết thì là thiện tri thức. Các vị có công nhận được đó không? Chưa chết là thiện tri thức nữa. Có nhiều cái ông chồng ông lưu cái số điện thoại của bà vợ ấy. Ông lưu cái số bà vợ là ông lưu cái số gì hả? Ông lưu cái số là người yêu cũ. Cái cô vợ nửa đêm thấy, tại vì ông chồng ấy là chiều đó cô vợ nhắn tin cho anh chồng là em đang đợi anh. Thì cái điện thoại nó hết pin, nó không đi được. Thành ra là khi mà sạc điện vô á, thì bây giờ nó mới hiện lên. Thì lúc bây giờ là cô vợ nửa đêm cô lôi anh chồng dậy. Cô nói là nếu như mà không thương thì thôi cho lấy làm chi. Bây giờ chưa có muộn đâu. Tại sao mà giờ ăn ở nhau có con cái rồi còn là lưu cái số người yêu cũ là sao? Thì anh chồng anh muốn nói nữa, anh ngủ cái là bị lôi dậy nữa. Làm rân bằng hết. Thì anh chồng anh nói coi lại cái số của ai vậy? Thì coi lại mới chính là cái số của cô vợ chứ của ai. Anh nói tại sao em là vợ của anh mà anh ghi là người yêu cũ? Nói tại vì ngày xưa là mình là người yêu, còn bây giờ là vợ. Cho nên cái người yêu là ngày xưa cho nên là cũ, còn vợ là bây giờ. Cho nên ghi là người yêu cũ chứ có gì đâu. Chỉ có chuyện cái cớ vậy thôi mà cũng thành chuyện. Tức là nó có những cái chuyện nó vớ vẩn mà đây chúng ta thấy không? Đó là vợ chồng nó không phải là thiện tri thức ấy, cho nên không phải là lộng chi, đang ngủ mà dựng đầu dậy lộng chi cái gì? Đó, rồi
Rồi cái cô vợ ăn nào cứ gọi cho anh chồng hoài, anh chồng phiền não quá, à, anh lưu cái tên là lại gọi nữa. tức là anh thấy số là thấy lại mình là biết cô vợ phiền hà rồi. Cho nên có những cái chuyện đó, cuộc sống nó đâu phải là thiện tri thức, cứ phiền phức vô cùng. Rồi thiện tri thức là kẹp mắt xu hướng nhất thiết trí, vì khiến chúng sanh nhập rõ pháp tánh. Thiện tri thức là cái kẹp mắt nhãn quan đó, giúp cho chúng ta thấy được cái hướng nào đến nhất thiết trí, để cho chúng ta thấy và thở nhập được pháp tánh thanh tịnh. Thiện tri thức là thủy triều xu hướng nhất thiết trí, tức là nó dâng cao dần dần lên, vì làm cho chúng sanh đầy đủ nước đại bi. Có nhiều cái góc độ mà kinh văn mô tả giá trị của một vị thiện tri thức. Thành ra thiện tri thức là những cái tri thức, những hiểu biết về tứ đế, về khổ, về nguyên nhân của khổ, và cảnh giới an vui và làm sao để được an vui. Phải biết như vậy, đó là thiện tri thức. Tất cả muôn pháp giờ đây thầy có thể khẳng định một điều, chưa có cái pháp nào vượt qua khỏi bát chánh đạo. Cho nên chúng ta nhất định phải ghi nhớ cho rõ bát chánh đạo, phải tường tận bát chánh đạo, không có cái nào qua nó đâu. Đó, nói thiên kinh vạn điển cho vui vậy đó, thầy nói đây là tức là mỗi người có một cái tầm nhìn khác nhau về bát chánh đạo. Chẳng hạn như về chánh kiến, cái tầm nhìn như thế nào về chánh kiến? Chánh kiến nói rằng thấy như vậy, biết như vậy, đó gọi là chánh kiến. Biết như vậy là biết làm sao? Biết nó, cái người ăn cơm, biết ăn cơm đó là chánh kiến. Nói như thế thì phỉ báng Phật rồi. Người ta ăn cơm thì nói ăn cơm, nhưng lấy nói người ta ăn đất. Cái người nói ăn đất là người điên. Người ta đang ăn cơm mà. Nhưng mà thấy cái ngũ uẩn đó, rồi thấy cái tổ hợp đó, thấy cái tính sinh diệt đó, thấy cái nghiệp lực đó, thấy bao cái bản chất như huyễn của nó, thấy được tới đó, thấy được là chánh kiến. Và trên cơ sở chánh kiến đó, tự nhiên nó sẽ thấy được nhân quả ba cõi mười phương, thì bắt đầu mới thấy được cái chánh tư duy. Và trong cái chánh tư duy rồi, nối ra cái gì sợ lắm. Nối một cái là gieo cái nhân xấu trong lòng mình, là chịu quả báo tới đời nào chịu. Một ông sa di coi thường một ông già tỳ kheo tụng kinh tiếng như chó sủa, mà ông già là một ông vị a la hán, nghe sợ con hãy đi sám hối. Vị tỳ kheo cái vị sa di này đi sám hối xong rồi, nhưng mà nhiều kiếp phải mang thân con chó, không đọa địa ngục nhưng mà vẫn phải chịu thân con chó. Thấy như vậy gọi là chánh kiến, chánh tư duy. Và biết cái ngôn ngữ này nó tàn hại tới đâu gọi là chánh ngữ. Nói mà cho người ta gieo, người ta tự tử, người ta chết mà mình không biết. Còn không người ta đau khổ, mình không biết, mình thỏa mãn cái lời nói của mình. Và một khi mình đã gieo cái nhân khổ đau cho người khác, ai chịu quả đây? Còn họ làm xấu làm tốt, đó là cái nghiệp của họ, họ tự chịu, mình đâu có chịu thay, mình lo. Phải vậy không? Nhưng mà mình không có giữ cửa miệng mình. Như vậy sao gọi là chánh ngữ? Rồi chánh nghiệp dễ sợ lắm. Cho nên thầy nói tất cả pháp có thể quy nhiếp ở trong bát chánh đạo. Phải hiểu cái câu này với một cái dạng trí tuệ rộng lớn, chứ đừng có hiểu đơn sơ ha. Thành ra Đức Phật cũng nói giáo pháp của ta khác với ngoại đạo, đó là có bát chánh đạo. Bởi vì có bát chánh đạo mới có tứ quả sa môn, tứ quả giải thoát. Phân tích cái tính nhân quả trong bát chánh đạo như thế nào, hãy ráng tìm hiểu cho thật kỹ điều đó. Cái đó, cái ân đức thứ ba, cái đó là ân đức gì? Là ân đức của cha mẹ. 9 tháng cưu mang, nhường khổ nằm ướt, nuốt đắng nhã ngọt, quần áo chăn màn, nuôi con không lớn, suốt đời tận tụy, đến chết chưa nguôi. Tại sao một người mẹ có năng lực làm được điều đó? Hả? Không phải làm bằng ý chí đâu, mà đó là làm bằng cái gọi là cái nghiệp tính, phải dùng chữ là nghiệp tính, cái nghiệp tính của người mẹ.
Tự nhiên họ làm được như vậy đó. Mình nói tại sao họ làm được, họ cũng hiểu tại sao. Ở trong đó nó thiếu cái phần lý trí can thiệp, mà họ hành động theo cái, người ta dùng chữ thiên tính này mình, thiên tức là giống như là cái đặc tính trời cho, thì nói vậy mơ hồ quá, ông trời này mà cho. Cho nên cái nghiệp tính của cái người nữ sinh con tự nhiên nó như vậy thôi. Cứ nuôi, cứ sinh ra và cứ cúc cung, cứ nuôi nắng suốt vậy thôi. Rồi nó thành cái gì mừng lắm, nó buồn, nó không được cái gì, nó thành cái gì là mừng, mà nó thất bại là buồn lắm. Và nhìn thấy con của mình nó trưởng thành, rồi nó có những cái biểu hiện không ngoan nào, trong lòng mình rất là hân hoan. Cái này mình nói tham ái thì nó thành cái nghĩa xấu đi, nhưng mà cái này là cái tình thương, mặc dầu không phải là có tội giác giải thoát, nhưng mà dấu sao đi nữa là cái nghiệp tính đó, nhờ cái nghiệp tính đó mà đứa con này gặt hái được nhiều lợi lạc. Nếu như không có nghiệp tính này thì đứa con này làm sao trưởng thành được. Và chúng ta ví dụ như ai làm, ai lấy lọ mà quẹt lên mặt mình thấy khó chịu vô cùng, phải không? Tại sao? Bởi vì người ta làm cho mình xấu đi, cho nên mình thấy khó chịu. Nhưng mà khi mình sinh khoảng 5-7 đứa con rồi, tự nhiên cái thân thể mình nó trở nên mệt mỏi và nó xấu xí đi, nhưng mà mình vẫn chấp nhận, mình vẫn thương. Cái đó là gọi là một loại nghiệp tính. Không có nói, cũng không nói vậy được. Bỏ cái đó. Tại vì thầy nói là các vị hối là hối cái đứng lên giơ tay đàng hoàng, đừng có làm như vậy. Thì cái đây là thầy bị mấy thầy nói thầy rất là nhiều, thầy rất là buồn. Sẵn nói đây thầy cũng tâm sự luôn á. Các vị nói sau này cố gắng là đỡ cuối giờ ha. Rồi hay là mình đưa tay lên rồi mình đứng lên đàng hoàng, cái đấy có lẽ nghi. Còn mình nói cái chuyện ví dụ như thầy trò ngồi nói chuyện trao ấy thì sao cũng được. Còn ở trong cái pháp thoại á, mình nói như vậy cái người ta nhìn vô mình không có lễ nghi trật tự gì hết. Mà không phải là thầy thì cái thầy trò các vị nói thầy dễ chịu, khó chịu thầy không có khó đâu. Nhưng mà các thầy không nói các vị mà các thầy nói thầy. Cái đó mới đâu. Mà thầy biết khi thầy nói là các vị sẽ phiền não. Nó mệt lắm. Ví dụ như nói theo những cái đó là nó làm cho các thầy không có nói, các thầy ra nói chuyện với thầy chứ. Nói tại sao thầy đỡ đạo tràng như vậy, tại sao thầy tổ chức điều hành một cái trường học như vậy. Lỡ nghi gia giáo coi như là phép tắc chỗ nào. Hỏi nhiều câu là thầy chỉ biết xin lỗi thôi. Cho nên các vị nếu như biết thì mới thấy thương thầy. Cũng không biết cứ nghĩ rằng là thầy khắc khe. Thầy không khắc khe đâu. Thầy khắc khe để làm gì đâu. Thầy chỉ muốn cho mọi thứ trở nên tốt hơn. Chúng ta sửa từ từ. Tại vì có những cái trong tâm mình á, nó quen. Mình không có dụng ý xấu gì. Nhưng mà có những cái thói quen không hay thì mình phải ráng mình sửa. Mà sửa là phải nhất định phải sửa, phát tâm sửa. Chứ nếu không á, thì nó cứ còn hoài. Tại vì không lý nào ta thành Phật mình cũng còn cái nghiệp đấy. Cho nên mình bỏ đi một món thì tức là mình tốt hơn một món. Đây người ta gọi là múa dạy lái chịu đòn đấy. Hồi xưa thầy có ông đệ tử, nó thấy cái ông thầy cái ăn nói lung tung hết. Cái nó lại nó hỏi thầy, thầy có phải là người tu không? Thầy thọ giới chưa? Trời, cái ông thầy đó ông giận quá chừng. Bắt đầu ông tới chùa 4 lần, ông gặp thầy, bữa thầy ông gặp 3 lần, ông gặp tới lần thứ 4. Cái ông mới lôi thầy lên. Ông nói tôi chuyện là tôi nói thầy là để xây dựng, tại tại sao mà học trò thầy ăn nói như vậy? Thầy dạy như vậy hay sao? Hay là như thế nào? Tại sao có chuyện lạ vậy? Nó chút xíu mà nó hỏi tôi thọ giới chưa là sao? Cái câu hỏi đó là cái ý gì? Trời ơi, thầy xin lỗi quá trời quá đất, tại cái ông thầy này ông giận là ông đi nói nhiều chỗ lắm. Cho nên thầy phải xin lỗi quá trời quá đất rồi. Tới chừng sau thầy mới kêu ông này lên, thầy nói cái ông nào đông đen giờ thầy nói ông nào có tên không? Nó tôi không biết tên. Có cái ông mà nhỏ mà nói lì lì hết đấy. Cái là thầy mới kêu thầy hỏi trong các chú nhỏ thì có mấy ông nhỏ, ông nào nói lì lì có phải con không? Cái anh sợ thầy nói không sao con, cứ lại thầy nghe thì nó nói dạ có là đúng con. Nói tại sao con nghĩ sao con nói vậy? Ông nói rằng là con thấy thầy mà vô chùa mà đi đứng sao không có oai nghi. Nó nói vậy đó. Nó nói con thấy ông thầy đi đứng không có oai nghi. Rồi ông ăn nói gì lung tung mà ông đứng xá Phật mà xá xá dài một tay, ông cúi đầu là oai nghi đâu lạ vậy.
Nó nói vậy tại vì mình dạy nó như vậy. Mình dạy là xá Phật là phải cúi đầu coi nghi đúng phép Phật như vậy á, thì nó nhớ. Nó nhớ sáng thầy cứ xá xong mà không cúi đầu, nó nói ông thầy đấy là thọ giới chưa. Ôi trời ơi, ông chửi thầy quá chừng. Tức là thầy bị hoài, thầy nói chung là các chú hồi đó nhỏ quá, nó còn ở chốt. Chứ các vị không lý nào còn chốt nè. Nên bây giờ thầy phải chịu cánh này nữa nè. Nó khổ quá vậy. Nên là mình ráng đi ha, mình phải sửa. Rồi. Kinh văn nói rằng và cuối cùng là ân của chúng sanh. Đây là đánh đổ đi một cái quan điểm sống vô ơn và không có biết tới xung quanh. Chẳng hạn như bây giờ mình nói tôi bỏ tiền ra, tôi mua áo tôi mặc. Tôi không có liên can ai. Chuyện ai nói lo nhà, ai nói ở. Mình suy nghĩ như vậy, mình không thấy cái tính tương tác. Chẳng hạn như ngày hôm nay mình có đi dệt áo đâu. Mình có nuôi tầm đâu. Mình có dệt vải đâu. Mình có may áo đâu. Và mình có sản xuất ra những cái công cụ văn minh hiện đại đâu. Mình có chế được cái chiếc máy bay để mình bay đâu. Cho nên đây là một cái sản phẩm của cộng đồng. Một cộng đồng. Và lúc bây giờ hành động của người Phật tử là có ý thức bảo vệ cộng đồng. Cái gì làm hại cho cộng đồng ở đây, mình phải bảo vệ. Thấy được như vậy á, mới thấy được cái ân của chúng sanh. Ha? Bảo vệ cộng đồng. Bất cứ cái hình thức nào làm hại cho cộng đồng đang sống bình yên, ha? Đó là chúng ta phải chống lại nó. Rồi. Xả rác này, tức là làm hư được cái môi trường trong sạch. Như vậy cái ân chúng sanh này ai dọn rác cho mình? Nếu như mà nếu không dọn thì mọi người xả rác như vậy thì cái môi trường này nó ra gì nữa? Hay là coi như là mình nói chung là hay là mình tùy tiện mình xài nước mà người ta hạn chế, mình không ý thức đó, mình cứ xài thoải mái phần mình rồi ai cũng như mình hết thì nước đâu có xài. Cho nên mình ý thức được là cái ân của chúng sanh đó. Từ cái ý thức ân chúng sanh này mà làm chúng ta tôn trọng cộng đồng, tôn trọng mọi cái giá trị xung quanh mình. Và chính cái việc tôn trọng này làm cho mình có một cái tâm khiêm hạ. Và phước đức cũng từ đó mà sinh ra. Cho nên tri ân chúng sanh này nhớ ngang là ân chúng sanh ngang. Chứ đừng có dùng cái ân quốc gia. Thầy không có tán thành cái chữ ân quốc gia. Là cái ân quốc gia đó, cái ân quốc gia là quốc gia này đi giết quốc gia kia. Tại vì mình tri ân quốc gia này và tiếng gọi của quốc gia này đi giết hại quốc gia kia, mình cũng làm theo hay sao? Không, mình là tri ân chúng sanh. Rồi có nhiều người họ còn giấy mã nữa, nói tri ân nhà nước nữa chứ. Tại họ nghĩ ân quốc gia đó là nhà nước đó, thì nhà nước biết sao làm vậy? Thì nước nói bậy mình làm theo. Làm theo rồi cái nghiệp mình nhận cho ai nhận. Thành ra là cái ân chúng sanh là đúng nhất ở trong kinh. Có một số vị, có một số bản kinh người ta dịch đó, là người ta không có dịch theo cái đó. Người ta dịch ân quốc gia. Ân quốc gia. Rồi cái ân gì đó mình không có đới. Nhưng mà nói chung là trong kinh này nói rằng cuối cùng là ân của chúng sanh. Cung ứng ẩm thực, y phục, tọa cụ, văn tự, tri kiến, bảo hộ. Cái chúng sanh nó bảo hộ sự bình an cho mình. Đoạn kinh chiều nay dạy cho chúng ta về một cái thái độ tri ân nằm chính ở trong tứ trọng ân. Ân Phật, ân sư trưởng, ân cha mẹ và ân chúng sanh. Thể hiện được lối sống đầy đủ bốn ân. Niệm Phật A Di Đà, tức là niệm đúng pháp. Niệm như thế là niệm đắc pháp. Đó là cái ân thâm trọng ở trong 10 cái ân thù thắng, cho nên là 10 cái tâm thù thắng mà trong kinh này nhắc tới. Chúng ta tiếp theo đó là ân hồi hướng phát nguyện. Ân hồi hướng phát nguyện, ta nhắc lại câu chuyện của con gà, chịu ảnh hưởng rất lớn
của cái ân hồi hướng này. Nếu như người trong chùa tụng kinh mà họ không hồi hướng cho hết thảy chúng sanh đều đồng thành Phật đạo, thì nó cũng không có tác động vào ở trong cái thiện căn tiềm tàng trong con gà, và nó cũng không có nhận ra được là sự cái gì, sự gia hộ của mười phương chư Phật Bồ Tát. Thành ra nó không chuyển được nghiệp. Cho nên ở đây rõ ràng tụng kinh hồi hướng có cái sức chuyển hóa, có sự gia bị của Phật và tác động vào thiện căn của chúng sinh. Thế nào gọi là hồi hướng phát nguyện tâm là tâm thứ ba? Này Diệu Nguyệt, hồi hướng phát nguyện tâm nghĩa là giấy động cái tâm trí như thế này. Giấy động tức là làm cho nó khởi lên ha, cái tâm trí như thế này. Không riêng gì bản thân mà cấu xuất ly ta bà loạn trược khổ não. Chứ nói chữ cầu hay có mà cầu. Không riêng gì bản thân mà cầu xuất ly ta bà loạn trược khổ não. Tức là không phải riêng vì lợi ích bản thân mình, chỉ biết lợi cho bản thân mình mà cầu ra khỏi cái cõi ta bà loạn trược khổ não này. Không phải riêng cho chính bản thân mình thôi. Trái lại, phải nguyện vì hết thảy chúng sanh khắp ba cõi sáu đường mà cầu vãng sanh cực lạc, chống thành tựu Phật đạo để tế độ quần mê. Như vậy thì việc vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ không phải là cái tâm trí sợ khổ đau mệt mỏi ở cõi này, cầu sanh cực lạc Tây Phương để chi? Để mình có được an lạc mãi mãi. Không phải như vậy. Nhưng mà vì vừa đó làm cho chúng ta có một điều kiện đầy đủ thuận lợi để chúng ta chống thành Phật đạo. Và Phật đạo đó chi? Để giáo hóa vô lượng chúng sanh. À, cũng giống như bây giờ chúng ta muốn đi vào ở trong một cái chỗ nào đó, một trường học, để chúng ta học thật giỏi, thật nhiều, thật nhanh, để chi? Để chúng ta đem kiến thức đó ra làm lợi ích cho cuộc đời. Chứ không phải chúng ta chạy vô học, học cho đời mình khôi dốt, rồi mình ra mình ngạo ngỡ, mình thấy rằng là không ai bằng mình. Đấy. Nhưng mà thì cái việc mà vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ không phải là vì mục đích là sợ cái khổ đau trong cõi ta bà này ha, mà hoàn toàn là vãng sanh Tây Phương vì một mục đích thành tựu đạo quả để trở lại giáo hóa. Thì lúc giờ cái tâm mình nó khác đó nghe không? Tại vì cái tâm mà sợ khổ rồi cầu an vui, cái tâm đó là nó ích kỷ. Còn đây tôi muốn thành tựu cái đạo quả để tôi cứu độ cho nhiều hơn, được chắc chắn hơn. Thành ra cái tâm đó là cái tâm quảng đại cứu độ, nó có phước đức. À, cho nên cái chỗ này trong kinh nói là phải giấy động cái tâm lên, giấy động cái tâm đó lên. Đấy, trên lâu nay có nhiều người Phật tử là cứ nghĩ thôi con chán cõi ta bà này, đau khổ quá, con cầu sanh Tây Phương thôi. Nói tới đó không là nói có một nửa này. Thì sao bây giờ sanh Tây Phương rồi đỡ làm gì? Đỡ thành Phật mình nghĩ mình sung sướng hết. Mình không nghĩ rằng là mình mục đích sanh Tây Phương để mình tu thành Phật cho nó an toàn, nó không có bị sai lệch, nó không có bị rủi ro. Cõi này nó quá nhiều thứ rủi ro. Nhiều khi mình sai một ly, mình đi một dặm. Thành do vậy mà muốn cầu sanh Tây Phương, nhưng mà Tây Phương vẫn là mục đích thành tựu để quay lại cõi này. Không những riêng cõi này mà vô lượng cõi, nơi nào có chúng sanh đau khổ, chúng ta đều phát tâm cứu độ. Tại sao vậy? Vì muốn có cái quả đức siêu việt tối thượng thì phải phát khởi cái tâm trí quảng đại dũng mãnh. Đây là câu kinh định nói về nhân quả. Muốn có cái nhân gì? Cái nhân tối thượng. Đó là cái, xin lỗi, muốn có cái quả tối thượng. Cái quả tối thượng tức là cái kết quả thành Phật tối thượng. Thì bây giờ phải phát khởi cái tâm quảng đại, dũng mãnh. Cái tâm rộng lớn và dũng mãnh. Cái tâm Phật thì có gì mà không dung chứa được. Với cái nhìn của Đức Phật, tất cả đều đáng thương, đều đáng kính. Tạm thời nghiệp hiện ra như thế, nhưng trong đó Phật tánh đầy đủ sự thanh tịnh. Nhìn như vậy thì thấy ai cũng đáng kính, đáng thương. Và ai cũng đáng kính, đáng thương, tâm mình sẽ mát mẻ, hạnh phúc, hiện tiền. Còn thấy dở ghét, phiền não, chán nản, thì tâm mình
khổ đau, mệt mỏi. Và lúc đó hạnh phúc tự phá hoại, tự tan hoại hết. Cho nên cái tâm nó quán đại một chút xíu. Bữa trước thầy có nói chuyện với các vị Phật tử, hôm nay thầy vẫn nói lại một cái điều này cho các vị thấy. Mỗi tháng mình trả nhiều tiền để giữ cơ sở này. Nếu không trả thì nó mất. Ráng trả. Rồi mỗi người giữ cho nó sạch sẽ. Rồi chư tăng ở xa xôi bận biểu vẫn tới với chúng ta. Để chi? Để truyền bá giáo pháp giác ngộ cho chúng ta. Tức là mọi thứ đã được chuẩn bị xong hết phải không? Các vị cũng tranh thủ và bỏ hết rất nhiều những cái việc riêng tư. Và cố gắng lắm, tại biết cố gắng lắm. Cũng tất bật đó, chứ không ai rảnh đâu. Rồi chạy tới chùa. Tức là mọi thứ đỡ làm gì? Nên lãnh hội Phật Pháp. Chỉ có một lý do đó thôi. Phải vậy không? Nhưng mà mình sợ tốn cái điện mới lạnh. Cho nên không dám bật nó lên. Ngồi đó, nó nóng muốn chết. Vừa lấy cái tâm chống chọi với cái nóng đó, làm sao mà lãnh hội cho tốt được? Có phải là mình dạy không? Nhìn như vậy mình mới thấy rằng mình đang dạy dột. Thành ra các vị không nghĩ, đừng nghĩ rằng là thầy không có tiết tiền, thầy trôi sang. Phải vậy đâu. Thầy muốn tạo một cái điều kiện tối ưu để cho hết cái trách nhiệm của thầy, hết cái sức của thầy. Và các vị nếu như hiểu ra như vậy thì các vị sẽ nỗ lực lãnh hội Phật Pháp. Như vậy thì nó đầy đủ ý nghĩa hết. Nó đẹp vô cùng. Chúng ta không có sống được như vậy, không cảm nhận được như vậy. Chúng ta tính đồng tiền lễ. Rồi có nhiều người họ đi chùa, họ lãnh hội Phật Pháp. Mình nấu cơm cho họ ăn. Họ cho thì không cho, đâu cần. Không sao đâu. Chỉ miễn sao, chỉ sợ họ không chịu lãnh hội Phật Pháp. Cho họ lãnh hội là mình mừng lắm. Và khi họ lãnh hội được, họ thành Phật, là đó là cái trách nhiệm của mình. Đó là cái phước của mình. Thì họ có cho tiền hay là không cho đâu có sao. Có phải vậy không à? Họ có tiền thì họ cho, không có tiền họ không cho, có muôn ngàn lý do. Thậm chí họ thấy chưa đủ niềm tin để cho cũng được vậy. Cho nên không có vấn đề gì hết. Nhưng mà miễn làm sao họ lãnh hội Phật Pháp là chúng ta phải tạo đủ mọi điều kiện. Nấu cơm, nước, làm tất cả mọi thứ. Đó là cái mục đích của sự tồn tại ở hiện tại này, đạo tràng này. Mà chúng ta làm dẫn chập chúng ta quên mất. Quên mất thấy người ta sao đi chùa lâu không cho đồng nào. Nói chùa sao mà ai lấy đồng coi sẵn ngân xài. Một câu nói vậy thôi tự nhiên người ta chột dạ, người ta bỏ mất. Vậy là tự nhiên mình làm hại cái mục đích của mình. Các vị thấy rõ chưa này? Đó, các vị nghe để hiểu được cái đường đi của mình, hiểu được cái tâm của thầy. Không có nên là có cách ứng xử như vậy. Hiểu như vậy là hiểu một cách thấu triệt được cái vấn đề. Như vậy thì ở đây á, cái tâm mớ như vậy là cái tâm quảng đại. Rồi thấy cái ông thầy kia, ông mở cái đạo tràng ra, mừng quá. Tại vì sao? Cố xí cho ông ráng làm được nhiều Phật sự. Nhiều Phật sự nó có lợi ích cho rất nhiều người. Mà thấy ông thầy mà ông chịu làm gì hết á, lo. Tại vì ông chịu làm hết, ông nằm đó, ông nghĩ bậy bạn đi chơi. Phải vậy không? Ông đi chơi là ông phá đạo, là mình thấy mình lo thêm nữa. Cho nên mình thấy cái ông mà ông làm được nhiều việc Phật sự là mình mừng lắm. Thấy cái anh chịu ngồi, anh chịu học là ráng tạo điều kiện cho anh học. Rồi anh ngồi anh tu tập được hay là này kia là mình ráng. Anh lo anh xây chùa là mình ủng hộ cho anh xây chùa. Đó, miễn sao cái việc làm có lợi cho Phật Pháp. Cái tâm như vậy là tâm quán đại. Còn nó ồ, nó làm chùa coi như nó chia Phật tử của mình. Nó gián gián coi chừng như Phật tử đi theo nó hết. Là cái tâm đó là cái tâm hẹp hòi. Cái tâm hẹp hòi này nó thì làm sao mà có cái quả tối thượng. Thấy chưa? Thầy nói không có chỉ cho ai nghe, chứ đừng nói là thầy chỉ ông này ông kia. Xin lỗi các vị cẩn thận, chứ đừng có hiểu sai. Cái tâm thầy nó cũng có tội đó, chứ không phải giỡn đâu. Tại vì thầy không có cái ý mà gì hết. Mà các vị, tại vì thầy cố lột tả cho các vị thấy cái nhân quả tương ưng. Cái tâm các vị mới rộng ra chừng nào thì cánh giới của các vị nó rộng chừng đó. Mà cái đó là cái mục đích thầy muốn các vị lãnh hội được, khởi cái tâm đó lên.
và khởi tâm lên để mình lấy Phật, để mình niệm Phật, và chính đó là mình đắc được cái pháp môn niệm Phật. Cái ý là thầy muốn ngồi lâu và hết hơi cũng ráng nối, là nối như vậy đó, chứ không phải là dùng cái tâm méo mó coi thường người này hay chỉ trích người kia hoàn toàn. Đó là cái tâm phàm phu. Thầy không có dạy gì thầy khởi cái tâm đó để ngồi giảng kinh điển đâu. Thành ra hiểu cho thấu triệt điều này ha. Rồi, người niệm Phật nếu đem cái tâm thái hời hợt, hẹp hòi, yếu kém chỉ riêng vì giải thoát bản thân, thì chẳng bao lâu sẽ chiêu cảm cái quả báo nhỏ bé, nông cạn, tầm thường, không xứng với bản hoài chư Phật, chẳng tương ưng cùng với bản nguyện vĩ đại, bi trí viên mãn của Phật A-di-đà. Không có giống bản nguyện của Phật A-di-đà thì sao? Cho nên khó được tiếp dẫn vào cõi Tây Phương, tại nó không có tương ưng đó. Cái bản nguyện độ tận chúng sanh của Phật A-di-đà rộng lớn vô biên, cái tâm ta chút xíu nó gối lại mất, không có tương ưng, tức là không có trùng hợp được, không khớp hợp được. Cho thầy nói chút xíu nữa rồi chúng ta qua cái câu hỏi. Đó. Thành ra do cái điều đó mà chúng ta không tương ưng, cho nên người này khó tiếp dẫn. Khó chứ không hẳn là không được ha. Cái chữ khó tức là tự gây trở ngại cho mình, mặc dù mình cũng đang tu, đang niệm Phật mà tự làm hại cho mình. Lại nữa, người niệm Phật còn phải đem tất cả công đức thực hành 6 ba la mật, 4 nhiếp pháp, 4 vô lượng tâm, hoặc là 37 phẩm trợ đạo mà hồi hướng khắp anh em, cha mẹ, bằng hữu, chư thiên, chư tiên, 4 loại chúng sanh, kế oán, người thân đều được an trụ trong hồng danh Phật A-di-đà. Giáo nghĩa này rất là hay. Đem cái công đức của mình thực hành về cái gì? Mình đang thực hành về 6 ba la mật, bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. 4 nhiếp pháp tức là gì? Bố thí, gì nữa? Ái ngữ, lợi hành, đồng sự, đó gọi là 4 nhiếp pháp. 4 vô lượng tâm là từ vô lượng, bi vô lượng, hí vô lượng, xả vô lượng. 37 phẩm trợ đạo tức là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bộ đờ phần, bát thánh đạo phần. Và hồi hướng cho khắp ai? Khắp anh em, cha mẹ, bằng hữu, chư thiên, chư tiên. Và chư thiên nhiều phước phải hồi hướng chị. Đó là phân biệt đó. Mình cứ hồi hướng chứ. 4 loại chúng sanh, rồi kế oán người thân. Hồi hướng cho người thân rất dễ, mà hồi hướng cho kế oán rất khó. Thành ra thầy thêm một cái chỗ mở ngoặc đây, là cái người nào mà oan gia trái chủ, thầy nguyên tụng kinh nó hồi hướng cho oan gia trái chủ. Các vị hội chú tâm đức cảm nhận ra cái sự mầu nhiệm của hồi hướng oan gia trái chủ. Chú tâm đức làm ở trong cái hãng của Mỹ mấy chục năm, mà làm kỹ sư điện toán. Và ở trong đó thì gặp cái anh ship này á, là oan gia trái chủ phiền não luôn. Phiền não luôn, làm thêm giờ cũng bị chứ. Đó là phiền não luôn. Và buồn bực mà biết làm sao, mà lớn tuổi rồi đổi một cái hãng khác thì bảo hiểm rồi mọi thứ sau này nó trở ngại vô cùng. Mà mệt mỏi tự chán nản, tự nghĩ đi thì tự hại cho mình. Chẳng biết làm sao hết. Thì mới hỏi thầy nói sáng dậy tụng kinh Lăng Nghiêm hồi hướng cho cái người đó. Thì lúc đó chú mới hồi hướng, chú nói cái người này dở ghét rồi hồi hướng làm chi thầy. Thầy nói cứ hồi hướng đi, nó ghét vậy chứ mà hồi hướng chập mà thái thương nó coi. Cái chú mới nói con không bao giờ thương được cái thằng đó. Nhưng mà quả nhiên là khi hồi hướng như vậy, các vị biết tác dụng sao. Khi ghét người ta, cái tâm ghét nó cứ kết trong lòng của mình. Thành ra cái thằng đó nó cứ hiện lên trong tâm mình, mà hiện với một dạng ghét. Thành ra mình ở gần nó, tự nhiên nó cảm giác nó khó chịu. Thành ra khi mình hồi hướng, tức là mình cho nó, tự nhiên cái tâm ghét mình ấy, nó không còn nữa. Tại vì có bao giờ đi cho cái người ghét đâu. Cho nên cái tâm không còn ghét nữa, tức là nó xả. Và khi xả thì cái tâm oán trong người mình ấy, nó không khởi lên nữa. Và nó không có chập tức cái tâm oán của thằng đó. Thế mà làm một thời gian, tự nhiên thằng đó nó bớt ghét. Nó bớt ghét, không những bớt ghét mà bây giờ sao? Nó thương. Bây giờ nó thương cái là thầy nói thôi bây giờ bán nhà qua đây ở với thầy lo việc tu học. Thầy nói công nhận là tội cái thằng nó ghê thiệt, bây giờ đi thấy tội nó công việc thì nó tin tưởng con lắm, mọi thứ là con thôi. Nó tiêu rồi. Tức là cái thằng oán nó bây giờ nó thương. Mà chuyện đó là hôm mà trước khi thầy qua đây thì cái tài chỉ anh ta biết làm chuyện đó. Và bây giờ là cái nhân duyên nó đi từ từ chứ không có vội vàng được, phải kiên nhẫn. Thì bây giờ
rơi vào kết quả này, tôi nói thôi chết rồi. Thôi bây giờ thôi anh đừng có hồi hướng cho nó nữa. Thế bây giờ muốn đi tu học thì mà dính mấy thằng đó. Mà nói sao bây giờ cứ bỏ làm mà tôi nhìn nhớ thằng đó. Nó cứ nói phàn nàn, nó nói tao tin tưởng mày, có mình mày làm tao yên tâm thôi, không ai hết mà mày làm giùm đi. Mà tao đi nghỉ phép mà bây giờ mày cô giùm tao không biết nhờ ai. Nó cứ nói vậy, tự nhiên cái thái thương nó, cái rốt cuộc là cứ vô làm luôn. Rồi nó nhờ làm thêm giờ nữa, có tiền mà giờ tiền cũng không bận tâm, mà bây giờ là bận tâm là sợ nó buồn. Chúng ta thấy không? Tức là cái diệu dụng, đừng có, chúng ta không cần làm gì đó đâu chi. Nhưng mà cái hồi hướng này, đối với bốn loại chúng sanh kế oán người thân đều được an trụ trong hồng danh Phật A Di Đà. Tức là hồi hướng và cầu nguyện cho họ đều được an trụ ở trong cái hồng danh đó. Rõ ràng cái tâm hồi hướng này nó có tác dụng, đó là một cái sự thật, việc thật. Chứ chúng ta không phải là đùa đâu. Nói rồi mình cười vậy đó, nhưng mà khi gặp oán nó phiền gớm lắm. Rồi khi gặp cái ân thì cũng rất là khó xử. Thành chúng ta cả hai cái phạm vi đều dính mắc hết. Thôi chúng ta dừng ngăn đây.